Đây là một trong những chi khủng long hai chân lớn nhất được phát hiện ở Argentina. Nó sống trong thời kỳ đầu của kỷ phấn trắng và được coi là họ hàng gần của các loài khủng long săn mồi khổng lồ khác như Gigantosaurus, Barbosaurus và các Charodontosaurus cũng có nguồn gốc ở Nam Bán Cầu. Mặc dù rất giống với T-Rex và các loài khủng long Tyrannosaurus khác về kích thước và hình dáng, nhưng Tyrannosaurus không có quan hệ họ hàng với chúng. Giống như các loài Tyrannosaurus ở Bắc Mỹ, nó là loài săn mồi đỉnh cao đã thống trị vùng đất Nam Mỹ trong vài triệu năm. Không ai khác, đó là Tyrannotitan. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về loài khủng long này nhé! Nghiên cứu giống loài. Với cái tên Tyrannotitan, nó từng được cho là một loài khủng long bảo chúa, nhưng trên thực tế, nó là loài các Charodontosaurus cùng với Gigantosaurus và Barbosaurus đều đến từ Nam Mỹ. Các nhà cổ sinh vật học tin chắc rằng Tyrannotitan không đại diện cho một Tyrannosaurus vì sự cô lập về mặt địa lý của Nam Mỹ. Khi này chưa được kết nối với Bắc Mỹ, có nghĩa là loài Tyrannosaurus này không có cách nào đến được lục địa khác. Tên loài Tyrannotitan chubutensis có liên quan đến tỉnh Chubut, nơi tìm ra hóa thạch của nó. Đúng như tên gọi, Tyrannotitan là loài khủng long khổng lồ. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 12-13m và cao tới 4,3m. Kích thước này làm cho Tyrannotitan có kích thước tương đương với các loài khủng long Gigantosaurus và các Charodontosaurus. Không giống các loài khủng long cùng họ khác, Tyrannotitan có sự xuất hiện của các túi khí trong xương. Xương của nó rất dày đặc, kết quả là nó có thể nặng hơn một số họ hàng gần của nó và khối lượng cơ thể từ 4,8 đến 7 tấn. Nó có một cái đuôi dài cơ bắp giúp giữ thăng bằng và nhanh nhẹn. Nó là loài đi bằng hai chân, nên cơ thể của nó được hỗ trợ bởi một cặp chi sâu khỏe mạnh. Tyrannotitan có cánh tay tương đối nhỏ, giống với các loài Tyrannosaurus hơn là những họ hàng gần của nó, là các Charodontosauridae. Điều này khiến người ta so sánh với các loài khủng long chân thú Bắc Mỹ, mặc dù không có quan hệ họ hàng gần với chúng. Tyrannotitan có hộp sọ lớn với bộ hàm khổng lồ chứa nhiều răng cưa sắc nhọn. Bộ hàm khỏe và hàm răng sắc nhọn rất hữu ích trong việc bắt và xé xác con mồi. Tyrannotitan không có tấm gai, nhưng cơ thể nó có lẽ được bao phủ bởi vảy. Nơi sống và phân bố. Tyrannotitan sống vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 95 đến 90 triệu năm trước. Bằng chứng hóa thạch cho thấy chi này sống ở khu vực ngày nay là lục địa Nam Mỹ. Cụ thể, hóa thạch Tyrannotitan đã được tìm thấy ở hệ tầng Cerro Bacino ở Argentina. Các nhà khoa học cho rằng phạm vi địa lý của loài khủng long này bị giới hạn ở phần phía nam của lục địa. Trong thời gian Tyrannotitan tồn tại, lục địa Nam Mỹ có khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Nhiệt độ toàn cầu nhìn chung do nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tăng cao. Vùng đất Nam Mỹ nằm gần các vùng cực nam hơn, dẫn đến sự thay đổi như thời gian ban ngày dài hơn vào mùa hè và thời gian tối kéo dài hơn vào mùa đông. Hệ sinh thái của kỷ phấn trắng muộn ở Nam Mỹ rất đa dạng và phong phú. Trong đó, khu vực này chủ yếu bao gồm khu rừng đất thấp tươi tốt và hệ thống sông rộng lớn. Những môi trường này cung cấp môi trường sống thuận lợi cho các sinh vật khác nhau, đặc biệt là các loài khủng long ăn cỏ, là con mồi của Tyrannotitan và các loài săn mồi Nam Mỹ khác. Hành vi và chế độ ăn. Tyrannotitan là loài khủng long hai chân. Nó có lẽ có dáng đi mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có khả năng di chuyển nhanh chóng để đuổi kịp con mồi. Chi trước của loài khủng long này tương đối ngắn và chỉ hữu ích trong việc tóm và kiềm chế con mồi. Hành vi của Tyrannotitan là không chắc chắn vì không có bằng chứng trực tiếp về hành vi bầy đàn ở loài khủng long này và các họ hàng của nó. Một số loài khủng long theropod có thể đã thể hiện cả hành vi đơn độc và hành vi bầy đàn ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mình. Có thể Tyrannotitan sống theo bầy khi còn nhỏ, trong khi con trưởng thành có tính lãnh thổ cao hơn. Là một loài ăn thịt, chế độ ăn của nó sẽ bao gồm các loài khủng long khác và các loài động vật nhỏ hơn hiện diện trên lục địa Nam Mỹ vào thời điểm đó. Nó có một cơ thể nặng nề và có khả năng hạ gục con mồi lớn. Tyrannotitan có mõm dài với những chiếc răng cưa sắc nhọn rất thích hợp để bắt và xé thịt. Mặc dù răng của loài khủng long này dường như không phát triển bằng răng của các họ hàng khác, nhưng nó vẫn có khả năng săn và giết chết các loài khủng long sauropod như Chubutisaurus. Tyrannotitan là loài săn mồi năng động, sử dụng kích thước to lớn, tốc độ và sự nhanh nhẹn để truy đuổi và bắt con mồi. Nó có thể đã sử dụng kết hợp chiến lược phục kích và truy đuổi khi săn con mồi, dựa vào đòn tấn công nhanh khi đến gần nạn nhân. Tyrannotitan có lẽ cũng là một loài khủng long nhặt xác. Các nhà khoa học từng tìm thấy 57 chiếc răng của Tyrannotitan gắn liền với hóa thạch của Patagotitan.
Đây là dấu hiệu cho thấy có lẽ chúng đã ăn xác của những kẻ săn mồi khổng lồ này và cũng có thể đã săn mồi khi chúng còn sống. Vòng đời của Tyrannotitan. Sự hiểu biết của chúng ta về vòng đời của Tyrannotitan chủ yếu dựa vào kiến thức chung về sinh sản và vòng đời của các loài khủng long chân thú khác và so sánh với một số họ hàng gần của nó. Tyrannotitan là loài sinh sản hữu tính, con cái đẻ trứng vào tổ dưới lòng đất hoặc được bao phủ bởi thảm thực vật để ấp cho đến khi trứng nở. Sau khi nở, con non có thể tự lập vì không có bằng chứng nào về sự chăm sóc của khủng long cha mẹ ở nhóm khủng long này. Nhưng con Tyrannotitan non có lẽ đã phát triển nhanh chóng và tiếp tục trải qua quá trình tăng trưởng và phát triển đáng kể trong suốt cuộc đời của chúng. Điều này có thể khiến chúng có thể phát triển đến kích thước lớn như vậy. Những con khủng long con có thể khởi đầu tương đối nhỏ và dễ bị tổn thương, nhanh chóng trải qua thời kỳ tăng trưởng để dẫn đến sự gia tăng tổng thể về kích thước, cấu trúc xương và cơ bắp. Tiến hóa và lịch sử. Tyrannotitan là một trong những thành viên sớm nhất của họ. Các nhà khoa học cho rằng các loài khủng long họ Carcharodontosauridae có nguồn gốc trực tiếp từ Allosauridae. Một bằng chứng cho điều này được thấy ở Tyrannotitan là hàm răng của nó. Răng của Tyrannotitan không phát triển bằng răng của các loài Carcharodontosauridae khác, nhưng có một phần giống với răng của Allosaurus. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng loài khủng long này đại diện cho một dạng chuyển tiếp từ Allosaurus tiến hóa thành loài Carcharodontosauridae. Răng của Tyrannotitan có các răng có rãnh, chia chúng thành các rãnh. Những chiếc răng này cung cấp thêm một bề mặt cắt giúp loài khủng long đâm xuyên qua da thịt hiệu quả hơn. Những chiếc răng này không được tìm thấy ở các loài khủng long Carcharodontosauridae sau này, cho thấy rằng sự thích nghi tiến hóa không được truyền lại cho các con cháu của chúng. Tương tác với các loài khác. Tyrannotitan là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái bản địa của nó. Khu vực Nam Mỹ có một khu rừng tươi tốt, hỗ trợ nhiều loài động vật ăn cỏ lớn, bao gồm cả thằn lằn hổ Pháp và các loài khủng long mỏ vịt. Những loài khủng long theropod nhỏ hơn cũng có mặt trong khu vực này. Thành hệ Cerro Pacino ở Argentina, nơi tìm thấy hóa thạch của các loài khủng long này, chứa các hóa thạch của loài thằn lằn hổ Pháp như Chubutisaurus, Patagotitan. Đây là những loài khủng long ăn cỏ lớn, có thể từng là con mồi phổ biến của Tyrannotitan. Loài khủng long ăn thịt này có lẽ đã theo đuổi và săn lùng những thành viên dễ bị tổn thương trong nhóm này, chẳng hạn như những cá thể trẻ và yếu. Các loài khủng long chân thú lớn khác có kích thước tương tự như Tyrannotitan cũng tồn tại ở phía nam của Nam Mỹ. Những động vật ăn thịt này sẽ cạnh tranh với nhau về thức ăn và tài nguyên. Một số loài khủng long họ hàng gần của Tyrannotitan, chẳng hạn như Giganotosaurus và Mabosaurus, có thể đã săn những con mồi tương tự, có khả năng dẫn đến sự cạnh tranh giữa chúng. Mối quan hệ giữa những loài khủng long ăn thịt lớn này cũng có thể là loài săn mồi với loài Tyrannotitan lớn ăn con non của các loài khủng long chân thú khác và ngược lại. Ý nghĩa văn hóa. Mặc dù không phổ biến như các loài khủng long khác như Tyrannosaurus, nhưng Tyrannotitan lại mang ý nghĩa cả về mặt văn hóa và khoa học. Sự giống nhau của loài khủng long này với Tyrannosaurus ở Bắc Mỹ đã dẫn đến sự so sánh giữa hai nhóm khủng long. Với cái tên Tyrannotitan, dễ dàng hiểu tại sao loài khủng long này thường bị nhầm lẫn với Tyrannosaurus. Trên thực tế, một số nhà khoa học từng suy đoán rằng nó có thể là loài khủng long bạo chúa do điểm giống nhau về ngoại hình của chúng. Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh là khó xảy ra. Đó là bởi vì vùng đất rộng lớn của Nam Mỹ bị cô lập về mặt địa lý trong kỷ phân trắng sớm, vì nó không được kết nối với vùng đất rộng lớn ở Bắc Mỹ và châu Phi, nên loài Tyrannosaurus tồn tại vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là không ai trong số chúng có thể đến được Nam Mỹ vào thời điểm Tyrannotitan sống ở đó. Tyrannotitan được biết đến từ những tàn tích hóa thạch hạn chế. Tuy nhiên, hóa thạch của loài khủng long này và của những loài cùng thời với nó cung cấp nhiều hiểu biết khoa học về sinh thái của Nam Mỹ thuộc kỷ phân trắng muộn. Các loài săn mồi đỉnh cao như Tyrannotitan giúp chúng ta hiểu được sự tương tác giữa các loài khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ, sống trên lục địa cũng như động lực sinh thái tổng thể của thời kỳ đó. Vì vậy, mặc dù Tyrannotitan không được công chúng biết đến nhiều, nhưng hóa thạch của loài khủng long này vẫn là một phần quan trọng trong hệ sinh thái về các cảnh quan cổ đại và sự tương tác giữa các loài khủng long khác nhau sống cùng chúng. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về loài khủng long Tyrannotitan, loài khủng long có thời gian thống trị Nam Mỹ ngắn ngủi và hay bị nhầm là loài khủng long bạo chúa. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.